Sáng có chiếc sáng cuốc đi xe, đi đi ngang này cả nhà. Đây. Vậy cho cả nhà mình xem. Đâu cây nào? Hai cây đổ chậm hả ngoại? Ôi tự nhiên đùm để trong cái chậu này chi chỗ xíu vậy? Hồi đó ổng cho lên không có chỗ mẹ mày, hồi đó cây chút chút mà. Ông nhách đúng vô bây giờ là chồng ở ngoài được rồi đó. Cái đó phải có cái chỗ nào để chồng đi. Dạ. Đây nè cả nhà, bứng mấy cây này đi nè. Thật sự cả nhà xem biết đó là cây nào chồng mà có thể tắm bến tốt đó. Cả nhà mình bình luận cùng với Tâm đó nha, thật sự luôn. Giờ tạm thời tại thấy cây con thì ở đây nó cũng không cần thiết mấy. Đây nếu mà chồng đây nữa thì nó bịch cái nhà quá cả nhà. Thì sau này nhà bây giờ làm cái sân trước, sau này nào có chuyện á mình tiếp tục, mình sẽ hoàn thiện hơn, mỗi ngày thay đổi từng chút gì đó. Còn chỗ cái gốc ổi này tính máng những cái chậu lan với cây dừa này, có thể là để cho lan nó bò lên cũng được, mà thường cái gốc dừa nó mau mục lắm. Thì hôm giờ cũng về quê cả nhà, cuối tuần là tranh thủ chạy về quê tí xíu. Sao ta, nói chung là về quê cũng có rất cái nhiều cái niềm vui á cả nhà. Cái giai đoạn mà từ lúc mình chuẩn bị nè, rồi mình chạy xe một khoảng cách xa là khoảng 100 ngoại km, đó là lý do tại sao mình thường làm muốn làm ở tỉnh á cả nhà, để di chuyển về nhà đồ cho nó gần. Còn làm ở Sài Gòn, Hà Nội hay là những thành phố xa xa khác á thì nó rất là xa để đi di chuyển về nhà mình. Và đó cũng là lý do hồi xưa mình ở bên Nhật mà mình không chọn nó để về quê cả nhà. Chung là về nhà là cảm thấy vui, có cảm xúc rất là thích. Đặc biệt là nhìn những cái cây cối, cây cảnh đồ, cái con đường quê ở nhà, rồi nhìn thấy ngôi nhà mình nó đơn giản vậy thôi là thấy đủ rồi đó. Cả nhà mình xem sau một thời gian trời mưa nè cả nhà. Một thời gian nó rất là nắng á. Rồi mưa lại cả nhà, giống như thời tiết rất là khắc nghiệt á. Quá nóng đi rồi bắt đầu cây nó giống như là cây nó nó rụng lá đi á cả nhà, để giảm sự thoát hơi nước á. Xong cái bắt đầu thời tiết nó lại mưa trở lại, cái thành thử là mai nó ra hoa nè cả nhà. Ở phía trong nè, đẹp quá chừng luôn. Vì có thể là nó sẽ bị mất sức luôn á. Đây, chỗ hoa hết đây. Có nhầm cây vẫn chưa. Như cái cây này á, là nó đợt rồi nữa nè cả nhà, là chỗ bông này nè. Nên thành thử bây giờ không chỗ nữa. Đây cây này cũng khá là đẹp đây. Chỗ muốn gần hết đây. Phía bên đây cũng vậy cả nhà. Nãy giờ đi sơ qua mình cũng thấy được một cái những cái cây nào có tán đẹp. Hóa như cây này là được gọi chỗ gọi luôn rồi nè. Tiếp tục là một cây. Xung quanh là mai, ở trong đây cũng có một cây nữa cho nha. Cây này nhìn dáng sao đây? Phía bên đây là như một cái cây này cũng chỗ luôn.
giống như một cái hàng rào đi cả nhà. À, sáng nay cũng thấy vui vì hồi hồi sáng cái cây mà cây hoa giấy của mình nó sống rồi cả nhà, tưởng nó bị hỏng nó bị chết, hồi giờ mưa lại nó sống lại. Thưa cả nhà, đã đến với kênh Ngoài Tâm Vlog, mình tên là Đặng Ngoài Tâm cả nhà. Thì về làm tiếp tục làm nông nghiệp, mục tiêu là di chuyển những cái cây chuối non này nè cả nhà, đi phía mé sông á, là để tấn bến đó. Thì về nhà cũng thích trồng cây lắm, trồng những cây mai ra phía trước để làm cái hàng rào chẳng hạn, đại loại giống vậy, chỉ là thích thôi cả nhà, đơn giản thôi. Mình cùng bắt đầu nhé. Mục tiêu của mình là tại vì có những cái giống chuối này cả nhà, sẵn thì mình muốn trồng để cho nó giữ cái bến có con lộ tuyệt đẹp này cả nhà. Thì ngay chỗ cầu mình đây nè, chỗ cái cầu này có cái chỗ quay xe luôn đó. Để mình trồng thử là hiệu quả không, với cả nhà nãy mình cũng nói á, cả nhà xem cái cây gì có thể giữ bến được, cả nhà bình luận cùng mình nha cả nhà. Rồi dưới sông ở nhà xem nè, có điều cái con sông này thì nó tuyệt vời quá, mà có điều gác cả nhà, phải thừa nhận là gác nè. Ví dụ như thấy gác hữu cơ như những cái dừa bập bè này thì cũng nói, nhưng mà gác cả nhà xem những cái chai trà xanh không độ rồi đó, những cái gác thải này thì rất là khó phân hủy, nên con người mình cần nên bảo vệ hơn. Thì kết quả là bứng được hai cây mai tứ quý ra ngoài cả nhà. Và ở phía trước á là mình làm được thêm chuối này cả nhà. Nhiều khi trồng ngay cái đường này là cái đường phụ á, cái đường này đi rồi là có một con đường đi nè, thì người ta như vậy người ta cũng có trái, người ta cũng chặt lắm, người ta hái mà đôi khi người ta lại không hỏi gia đình mình á, cũng hơi kỳ, nhưng mà thì cũng một ít thôi, cũng không đáng kể cả nhà. Xung quanh lại thì đây trong cũng được một cây chuối đây. Ở đây hai cây nữa. Và đây thêm một cây nữa cả nhà. Được ba cây chuối vậy. Đó là thường vấn đề á, là người nhà của mình trồng đó là sợ sắp tới như người ta kè lộ quá cả nhà. Mình trồng ở đây xong bắt đầu họ múc đất dưới đây, họ bỏ lên đây là những cái cây này của mình nó bị chết á. Nhưng mà thời gian đến thời điểm nó chắc mình nghĩ là những cái chuối này nó cũng to rồi, cũng sao.